Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, cuốn 5, phẩm 7, Hoa Sen Ca Tụng. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo thọ thần của Bồ Đề Đại Thọ rằng: Tỳ nữ thiên, thiền nữ nên biết cái lý do Bồ Tát Diệu Tràng mộng thấy trống hoàng kim xuất âm thanh lớn ca tụng công đức Như Lai và diệu pháp sám hối. Như Lai sẽ nói cho các người về lý do ấy. Các người hãy nghe kỹ, hãy khéo nghĩ, khéo nhớ. Quá khứ có một đế vương tên Kim Long Chủ thường đem hoa sen làm ví dụ mà ca tụng chư vị Như Lai. Đức Thế Tôn liền thuật lại cho đại hội nghe những lời ca tụng này. Một, chư Phật quá khứ, vị Lai hiện tại, ở trong thế giới, khắp cả mười phương, con nay chí thành cúi đầu kính lạy, nhất tâm ca tụng các đấng tối thắng. Hai, đấng Đại Mâu Ni tối thượng thanh tịnh, ánh sáng thân thể rực như hoàng kim, trong các thứ tiếng, tiếng ngài tối thượng như tiếng đại phạn, như sấm rền vang. Ba, tóc ngài thì như ông chúa đen quyền, đường nét uốn xoay ngời lên xanh biếc, răng đều và xích trắng như tuyết ngọc, rất bằng và thẳng và ngời sáng lên. Bốn, mắt trong không gần, cực đẹp uy nghiêm, to lớn tựa như cánh hoa sen xanh, tướng lưỡi rộng dài, cùng cực nhu nhuyễn, đỏ như sen hồng, từ nước trồi lên. Năm, giữa mày thường có ánh sáng bạch hào, uốn xoay chiều phải với màu pha lê, lông mày dài mịn, sáng như trăng mới, ngời lên lóng lánh như thân ông chúa. Sáu, mũi cao dài thẳng, tựa như đỉnh vàng, sạch sẽ tươi sáng, không thiếu vẻ đẹp. Mọi thứ hơi thơm trong thế giới này, mũi này ngửi thấy là biết ở đâu. Bảy, thân màu hoàng kim siêu tuyệt bậc nhất, mỗi một đầu lông đẹp đẽ đồng đẳng, xanh biếc mềm mại, uốn theo chiều phải, tinh tế ánh ngời, khó có gì bằng. Tám, thân ấy mới sinh đã có ánh sáng trải ra khắp cả thế giới mười phương, trừ được khổ não ba cõi chúng sinh, làm cho tất cả đều được yên vui. Chín, bất kể địa ngục, bàn sinh, ngạ quỷ, tô la, chư thiên cùng với nhân loại, làm cho loại trừ các dạng khổ não, thường xuyên hưởng thụ cái vui tự nhiên. Mười, ánh sáng thân ấy thường chiếu khắp cả, tựa như vàng rồng, tinh tế bậc nhất, mặt thì sáng ngời tựa như trăng tròn, môi thì đỏ tươi như trái tần bạc. 11. Bước đi uy nghiêm như sư tử đi, mình sáng in như mặt trời mới mọc, cánh tay thì dài, đứng quá đầu gối, thường buông thẳng xuống như nhánh sa la. 12. Dần ánh sáng tròn một tầm tỏa chiếu, rực rỡ tựa như trăm ngàn mặt trời, trải đến khắp cả quốc độ của Phật, tùy kẻ hữu duyên mà được thức tỉnh. 13. Ánh sáng trong suốt, không chi sánh bằng, trải ra khắp cả trăm ngàn thế giới và khắp mười phương, không gì trở ngại, mọi sự mờ tối đều tan biến cả. 14. Từ quang thiện thệ ban cho yên vui, màu sắc trong suốt như núi vàng rồng, ánh sáng trải khắp trăm ngàn quốc độ, những ai gặp được cùng siêu thoát cả. 15. Vô biên thắng phước, hoàn thành thân Phật, tất cả công đức, trang sức Phật thân, vượt quá ba cõi, độc xưng Thế Tôn, hơn hết thế giới, thành bậc vô đẳng. 16. Chư vị Thế Tôn, thuộc thì quá khứ, nhiều như di trần của cả đại địa. Chư vị Thế Tôn, vị Lai hiện tại, cũng bằng di trần của cả đại địa. 17. Đem thân miệng ý, cùng cực chân thành, con xin kính lại Tam Thế Thế Tôn, ca tụng biển cả, công đức vô biên, hiến cúng đủ loại những hương và hoa. 18. Giả sử miệng con có cả ngàn lưỡi ca tụng Thế Tôn trong vô lượng kiếp, thì công đức ngài là bất tư nghị, tối thắng cực sâu, vẫn khó diễn tả. 19. Giả sử lưỡi con có cả trăm ngàn khen một công đức của một đức Phật, cũng vẫn khó được một phần chút ít, huống chi vô biên công đức chư Phật. 20. Giả sử đại địa cho đến chư thiên, đến trời hữu đảnh, toàn là biển nước, đầu lông nhỏ giọt, đếm biết hết cả, một đức một Phật cũng khó lường biết. 21. Đem thân miệng ý cực kỳ chân thành mà con lễ bái
cùng với tán dương công đức vô biên của chư Phật Đà. Sự lễ tán ấy được bao thắng phước, quả báo siêu diệt, con xin hồi hướng cho cả chúng sinh chóng thành Phật Đà. 22. Kim Long Chủ Dương tán thán Phật rồi, tâm càng thâm thiết, phát ra đại nguyện. Nguyện con sau này trong thì vị lai sinh ra đến mấy kiếp đi nữa. 23. Thường xuyên mộng thấy trống hoàng kim lớn, được nghe âm thanh diệu pháp sám hối. Công đức tán Phật thì như liên hoa, nguyện chứng vô sinh thành bậc chánh giác. 24. Thế Tôn xuất thế lâu thai một lần, trăm ngàn đời kiếp cũng khó gặp được, nên đêm thường mộng nghe tiếng trống vàng, ngày thì theo đó tu hành sám hối. 25. Con nguyện viên tu 6 ba la mật, cứu vớt chúng sinh ra khỏi biển khổ. Sao con mới thành đến vô thượng giác với một tình độ bất khả tư nghị. 26. Con đem trống vàng hiến lên chư Phật, tán thán chư Phật, công đức chân thật, nguyện nhờ việc này sẽ gặp Thích Tôn thọ ký cho con nối ngôi Pháp Vương. 27. Kim Long Kim Quang là con của con, quá khứ đã làm bậc thiền tri thức, nguyện rằng đời đời vẫn sinh nhà con, cùng con tiếp nhận thọ ký Bồ Đề. 28. Với những chúng sinh không ai cứu giúp, trường kỳ luân hồi lãnh chịu khổ não, nguyện con đời sau làm nơi nương tựa cho họ thường được yên vui thích thú. 29. Cái khổ ba cõi con nguyện diệt trừ, làm cho tùy tâm ở nơi an lạc, nguyện những đời sau tu hành Bồ Đề cũng như quá khứ các vị thành Phật. 30. Nguyện cầu các phước trống vàng sám hối, làm khô biển khổ, loại trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng hoặc chướng tan biến cả rồi, nguyện con chóng đạt quả báo trong sáng. 31. Biển cả phước ký giới hạn vô biên, trong suốt rất mực và sâu không cùng, nguyện con thực hiện biển phước ký ấy mau chóng thành đạt vô thượng Bồ Đề. 32. Sức mạnh sám hối của trống vàng này sẽ thể hiện được ánh sáng phước đức, thể hiện ánh sáng nhiệm màu như vậy rồi đem trí quang chiếu soi khắp cả. 33. Nguyện cầu cho con thân thể ánh sáng phước đức trí tuệ đều như chư Phật trong mọi thế giới, độc xưng Thế Tôn quy lực tự tại không ai sánh bằng. 34. Nguyện cầu vượt qua biển khổ hữu lậu, nguyện thường du ngoạn, biển vui vô di, biển phước hiện tại, nguyện thường dẫy đầy, biển trí tương lai, nguyện được viên mãn. 35. Nguyện cõi của con siêu diệt ba cõi, phẩm chất thù thắng không có số lượng, những ai liên hệ cùng sinh cõi ấy cùng mau thành đạt trí giác thanh tịnh. 36. Diệu tràng nên biết Kim Long Chủ Dương đã phát nguyện ấy là bản thân ông. 37. Và hai người con Kim Long Kim Quang thì nay chính là Ngân Tướng Ngân Quang, sẽ cùng tiếp nhận Như Lai thọ ký. Toàn thể đại hội nghe những lời này của Đức Thế Tôn thì ai cũng phát tâm Bồ Đề, nguyện rằng hiện tại và vị lai thường y theo những lời ấy mà tu hành diệu pháp sám hối. Phẩm 8. Minh Chú Kim Thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn đối với Bồ Tát Đại Sĩ Thiện Trú ở trong đại hội rằng: Thiện nam tử, có một minh chú danh hiệu Kim Thắng. Thiện nam hay thiện nữ nào muốn cầu đích thân nhìn thấy chư vị Như Lai trong quá khứ hiện tại vị lai để tôn kính hiến cúng thì phải thọ trì minh chú này. Minh chú này là mẹ của chư vị Như Lai trong ba thị giác. Do vậy nên nhận thức rằng thọ trì minh chú này thì có đủ phước đức to lớn. Gieo trồng thiện căn nơi vô lượng chư vị Như Lai quá khứ thì nay mới được thọ trì, được thanh tịnh giới pháp, không vi phạm, không thiếu sót, không có chướng ngại, quyết định thể nhập pháp môn sâu xa. Phép trì minh chú này là trước hết xưng niệm hồng danh mà chí thành kính lại chư vị Như Lai và chư vị Bồ Tát sau đây, rồi mới trì tụng minh chú. Kính lạy chư vị Như Lai, kính lạy chư vị Bồ Tát Đại Sĩ, kính lạy chư vị Thanh Văn Duyên Giác, kính lạy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, kính lạy Đức Bất Động Như Lai ở hướng đông, kính lạy Đức Bảo Tràng Như Lai ở hướng nam, kính lạy Đức A Di Đà Như Lai ở hướng tây, kính lạy Đức Thiên Cổ Âm Dương Như Lai ở hướng bắc, kính lạy Đức Quảng Chúng Đức Như Lai ở hướng trên, kính lạy Đức Minh Đức Như Lai ở hướng dưới, kính lạy Đức Bảo Tạng Như Lai,
kính lại Đức Phổ Quang Như Lai, kính lại Đức Phổ Minh Như Lai, kính lại Đức Hưng Tích Dương Như Lai, kính lại Đức Liên Hoa Thắng Như Lai, kính lại Đức Bình Đẳng Kiến Như Lai, kính lại Đức Bảo Kế Như Lai, kính lại Đức Bảo Thượng Như Lai, kính lại Đức Bảo Quang Như Lai, kính lại Đức Vô Cấu Quang Minh Như Lai, kính lại Đức Biện Tài Trang Nghiêm Tư Duy Như Lai, kính lại Đức Tịnh Nguyệt Quang Xưng Tướng Dương Như Lai, kính lại Đức Quang Nghiêm Quang Như Lai, kính lại Đức Quang Minh Dương Như Lai, kính lại Đức Thiện Quang Vô Cấu Xưng Dương Như Lai, kính lại Đức Quan Sát Vô Quý Tự Tại Dương Như Lai, kính lại Đức Vô Quý Danh Xưng Như Lai, kính lại Đức Tối Thắng Dương Như Lai, kính lại Đức Quang Tự Tại Bồ Tát Đại Sĩ, kính lại Đức Địa Tạng Bồ Tát Đại Sĩ, kính lại Đức Hư Không Tạng Bồ Tát Đại Sĩ, kính lại Đức Diệu Cát Tường Bồ Tát Đại Sĩ, kính lại Đức Kim Cang Thủ Bồ Tát Đại Sĩ, kính lại Đức Phổ Hiền Bồ Tát Đại Sĩ, kính lại Đức Vô Tận Ý Bồ Tát Đại Sĩ, kính lại Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Sĩ, kính lại Đức Từ Thị Bồ Tát Đại Sĩ, kính lại Đức Thiện Tuệ Bồ Tát Đại Sĩ, rồi trì tụng Minh Chú Kim Thắng như sau: Nam Mô Rát Na Ta Gia Gia Tát Gia Tha Quỳnh Tê Quỳnh Tê Cù Xá Tê Cù Xá Lê Cù Xá Lê Ích Chi Ly Mi Ti Ly Xoa Hai. Đức Thế Tôn về Bồ Tát Thiện Trú Minh Chú này là mẹ của Tam Thế Như Lai. Thiện nam hay thiện nữ nào trì Minh Chú này thì xuất sinh cái khối phước đức vô lượng vô biên, thì tức là hiến cúng, cung kính, tôn trọng, tán dương đối với vô số chư vị Như Lai. Thì chư vị Như Lai ấy cùng thọ ký cho người ấy về vô thượng Bồ Đề. Thiện trú, ai trì Minh Chú này thì hiện tại tùy theo ý muốn mà cơm áo, tài sản đa văn, thông minh, vô bệnh, sống lâu đều được lắm phước trong đó, ước nguyện tòi ý. Thiện trú, trì Minh Chú này thì cho đến lúc thực chứng vô thượng Bồ Đề, thường xuyên được ở chung với Đại Bồ Tát Kim Thành Sơn, Đại Bồ Tát Từ Thị, Đại Bồ Tát Đại Hải, Đại Bồ Tát Quang Tự Tại, Đại Bồ Tát Diệu Cát Tường, Đại Bồ Tát Đại Văn Di La và các vị đồng đẳng, được các vị Đại Bồ Tát này hộ trì. Thiện trú, trì Minh Chú này thì theo cách thức sau đây. Trước hết, phải trì tụng cho được 10.008 biến, làm tiền phương tiện, kế đó trang hoàng đạo tràng ở trong phòng kính, lấy ngày mồng một của tháng trăng tối mà tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ sạch sẽ, rồi đốt hương trải qua, hiến cúng như vậy, lại hiến cúng ẩm thực. Khi bước vào đạo tràng thì trước hết, như trước đã chỉ, sướng lại chư vị Như Lai và chư vị Bồ Tát, tiếp theo chí thành và thiết tha mà sám hối nghiệp chướng đã qua. Sau đó, đầu gối bên phải quỳ xuống chấm đất, trì tụng Minh Chú cho được 1.008 biến, rồi ngồi ngay thẳng mà tư duy đến ước nguyện của mình. Mặt trời chưa mọc thì ở trong đạo tràng mà ăn thức ăn tịnh hắc, và chỉ ăn mỗi ngày một bữa, phải 15 ngày mới ra khỏi đạo tràng. Như vậy thì người ấy quy được phước đức thật bất khả tư nghị, ước nguyện gì cũng tỏa ý cả. Nếu không tỏa ý thì lại nhập đạo tràng, tỏa ý rồi vẫn thường xuyên trì tụng đừng quên. Phẩm chín: Trùng Tuyên Về Không. Đức Thế Tôn nói về Minh Chú Kim Thắng rồi, để lợi ích cho Bồ Tát Đại Sĩ, cho đại hội nhân loại chư thiên, làm cho ai cũng nhận thức đạo lý bậc nhất, thầm thâm chân thật, nên Ngài nói lại về không bằng những chỉnh cú sau đây. 1. Như Lai ở trong các kinh sâu xa đã nói phong phú về diệu lý không. Nay trong bản kinh vua các kinh này, lực nói về không siêu diệt tư nghị. 2. Giới diệu lý không quảng đại sâu xa, chúng sinh vô trí không thể ý thức, thế nên Như Lai trùng tuyên nơi đây về diệu lý ấy cho họ tỉnh ngộ. 3. Nhân bậc đại bi thương xót chúng sinh, đem thiện phương tiện làm thắng nhân duyên, thế nên Như Lai trong đại hội này trùng tuyên cho họ thể nhận không lý. 4. Không thì thân này tựa như sớm vắng, lục tặc ở đó mà không biết nhau, nhóm giặc sáu cảnh dựa riêng sáu căn mà không biết nhau, cũng y như vậy. 5. Nhãn căn thường nhìn vào nơi sắc cảnh, nhĩ căn liên tục nghe vào thanh cảnh, tỷ căn thường ngửi vào nơi hương cảnh, thiệt căn vị giác vào nơi mỹ vị. 6. Thân căn tiếp nhận xúc giác mềm dịu, ý căn biết pháp có chán bao giờ, như vậy sáu căn khởi theo yếu tố cùng nơi cảnh riêng mà sinh phân biệt. 7.
thức như ảo quá đâu phải chắc thật, nó dựa vào cảnh mà giọng tham cầu như người bôn ba trong sớm trống vắng. Sáu thức cũng vậy, dựa vào sáu căn. 8. Thức vọng khắp cả, chuyển theo vị trí, dựa căn dinh cảnh mà biết mọi sự, đắm sắc thanh hương, sai vị xuất pháp và riêng giới pháp, tầm tư không ngừng. 9. Thức theo duyên tố đi khắp sáu căn, tựa như con chim bay trong không gian, nhưng phải nhờ căn làm chỗ y cứ, thức mới nhận thức đối với các cảnh. 10. Không là tri giả, không là tác giả, thân không bền chắc, có do yếu tố, tất cả là sinh, tự dòng phân biệt, chỉ như bộ máy, chuyển động vì nghiệp, đất nước lửa gió, chung thành thân thể và tùy yếu tố kết quả khác nhau, nhưng ở một chỗ mà chúng hại nhau, như bốn rắn độc ở trong một hộp. 12. Bốn rắn tứ đại, bản tính khác nhau, cùng trong một thân, vẫn có thăng trầm, hoặc lên hoặc xuống, khắp cả châu thân, thế nên chung cục, quy về diệt vong. 13. Bốn con rắn độc, tứ đại như vậy, đất nước hai loại, đa số trầm xuống, gió lửa hai loại, tính lại nhẹ bổng, do mâu thuẫn ấy, bình hoàng phát sinh. Tâm thức dựa vào cái thân như vậy, tạo nghiệp lành dữ, đủ mọi dạng thức. Rồi trong trời người hay ba đường dữ, tùy theo nghiệp lực mà nhận thân hình. 15. Thân hình ấy bệnh, rồi thân hình chết, bệnh thì đại tiểu, từ thân thoát ra, chết thì thối rã, dòi bọ, ghê tởm, vất ở rừng thây, như vất gỗ mục. 16. Đại hội hãy xét, thân là như vậy, tại sao chấp là bản ngã sinh thể? Phải xét các pháp, toàn là vô thường, toàn do năng lực, vô minh khởi động. 17. Bốn thứ đại chủng, toàn bộ hư vọng, bản chất không thật, thật thể không sinh, nên Như Lai nói, đại chủng toàn không, thì biết phù hư, không phải thật có. 18. Và chính vô minh, tự tánh vốn không, có ra chỉ vì yếu tố hòa hợp, làm cho lúc nào cũng mất tuệ giác, nên Như Lai nói đó là vô minh. 19. Do hành giới thức mà có danh sắc, lục nhập và xúc, cũng sinh từ đó. Do ái thủ hữu, có sinh già chết, lo buồn khổ não, theo mãi chúng sinh. 20. Khổ não ác nghiệp, ràng buộc bức bách, sinh tử luân hồi, như vậy không nghĩ, bản lai phi hữu, thể tánh là không, vì không như lý, phân biệt sinh ra. 21. Như Lai đã diệt mọi thứ phiền não, thường do chánh trí hiện hành mà sống. Biết nhà ngũ quẩn toàn là trống rỗng, tiếng chứng bồ đề nơi thật chân thật. 22. Như Lai mở cửa đại thành cam lộ, chỉ cho đồ chứa cam lộ di diệu, tự mình đã được chân cam lộ gì, lại đem cho người cam lộ gì ấy. 23. Như Lai giống lên trống pháp tối thắng, Như Lai thổi lên lo pháp tối thắng, Như Lai đốt lên đèn pháp tối thắng, Như Lai mưa xuống nước pháp tối thắng. 24. Chiến thắng phiền não cùng bao quán kết, Như Lai dựng lên cờ pháp tối thượng, từ biển sinh tử cứu vớt chúng sinh, Như Lai đóng cửa ba nẻo đường dữ. 25. Phiền não lửa dữ thiêu đốt chúng sinh, không ai cứu cho, không nơi nương tựa, cam lộ mát ngọt làm cho sung mãn, thân tâm nóng bức đều loại trừ cả. 26. Do vậy Như Lai trong vô số kiếp tôn kính hiến cúng chư vị Như Lai, kiên trì pháp giới, bước tới bồ đề, mong chứng pháp thân thể hiện an lạc. 27. Như Lai đem cho tai mắt chân tay, vợ con tôi tớ cũng không tiếc lẫn, tài sản vàng ngọc, cái đồ trang sức, tùy ai cầu gì Như Lai cho cả. 28. Tu hành khắp cả sáu ba la mật, viên mãn mười địa mà thành chánh giác, thế nên được tôn bậc nhất thế trí, không một ai khác lường nổi Như Lai. 29. Giả sử đất đai đại thiên thế giới, tất cả mọi nơi đều mọc cây cối, cây lùm, cây rừng, lúa mè, tre lao, cùng với bao nhiêu chủng loại cây khác. 30. Cây cối như vậy đều đốn chặt hết và đem nghiền nhỏ thành di trần cả. Tụ di trần ấy thành khối thành đống, cho đến tụ lại đầy cả không gian. 31. Tất cả quốc độ khắp cả mười phương có được bao nhiêu đại thiên thế giới, đất đai trong đó cũng nghiền thành bụi, số lượng bụi ấy hết cách tính toán. 32. Giả sử trí tuệ của cả chúng sinh gom lại thành ra trí tuệ một người, và người như vậy nhiều đến vô số
có thể biết được số bụi nói trên. 33. Nhưng chỉ một thoáng, tuệ giác Như Lai mà những người trên chung nhau suy lượng, trong những đời kiếp nhiều đến vô số cũng không tính toán, biết được phần ít. Bây giờ đại hội nghe Đức Thế Tôn trùng tuyên về cái không sâu xa, thì có vô lượng chúng sinh thấu triệt bốn đại năm quẩn thể tánh toàn không. Sáu căn sáu cảnh chỉ ràng buộc một cách giả dối, ai cũng nguyện bỏ luân hồi, chính xác tu tập giải thoát, thâm tâm vui mừng, phụng trì đúng lời Đức Thế Tôn chỉ dạy.